Máy xăm của Mỹ dòng cao cấp nha anh em. Test thử, thường bên em sẽ test miếng quần nhỏ nhất để cho anh em tham khảo. Xương máy là titanium. Cũng có chế độ là ép kim giống như dòng máy rotary kìa. Mình máy này thì mình không cần phải xài thun. Nó cũng có một cái mẫu máy riêng phải xài thun. Đây. Nó có hai kiểu, anh em thích xài cái loại nào thì xài. Máy này là máy Mỹ nha anh em. Này là dòng máy coi có lẫn nét và tô. Cái này thì mình đang cầm là cây nét. Cái này là máy nét. Mình đang kết ở mức là 6 luôn. Máy này có giá là 4 triệu. Mới nhập về thêm 4 cây, 5 cây thôi, không có nhập số lượng nhiều. Này là số lượng có hạn, anh em nhanh tay thì còn nè. Một cây 4 triệu. Nhìn cây này thì máu rất là đẹp. Sườn, từ thiết kế khung sườn máy rồi khung rất là chắc chắn, máy rất là mạnh. Thank you.